Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Bắt đầu việc làm tiếp nghe cả nhà. Ngày năm. Bây giờ mình cho gà tắm nước cả nhà ơi. Cho trứng tắm nước ngày 5 tháng 11. Mình bắt đầu mình tính ngày 5 tháng 11 là sáng ngày 5 là mình đã bỏ rồi hay chưa? Ngày 5 mình bỏ là mình tính luôn cái ngày 5 luôn cả nhà. Tới tháng 11 thì hôm nay là ngày 19, là đúng đúng 15 ngày. 15 ngày mình cho gà tắm nước. Đó, mình tắm ban đầu là chỉ 2 phút hay 3 phút thôi nghe cả nhà. Rồi mình cho coi cả nhà, ngày hôm qua mình tắm mình nói với cả nhà là bữa đây nữa là bữa cuối, là ngày mai sẽ trứng sẽ mổ cả nhà, là y chang luôn, là ngày mai trứng sẽ mổ nghe cả nhà. Tại vì cái lứa đầu á mình không có biết làm cả nhà, nên là không có đạt đó. Còn bây giờ là nè nè cả nhà nha, bây giờ có 5 trứng thôi nha, là cả nhà coi nè, bây giờ nó mới ngày 15 thôi là nó đã có con nhỏ rồi, nó chưa có đòi bung ra khỏi vỏ thì cái trứng nó không có cự quậy nghe cả nhà. Cả nhà bỏ vô là cái trứng nó vẫn im su, mà nó có nhích, nó cũng nhích nhẹ nhẹ như cái trái này nè là sẽ ra đầu tiên nè cả nhà. Đó, như mình bỏ 5 trái vô mà cái trái này nó quậy mạnh quá, nó nhích 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 theo. Còn mấy trái này không nhích. Đó, ba cái trái này là không nhích miếng nào, trái này nhích quá trời nhích nè cả nhà, thấy chưa? Đó, nó mới 15 ngày mà nó đã nhích như gì rồi, thấy cả nhà thấy không? Là trước khi bỏ là mình canh phúc cỡ 2 phút hay 3 phút là mình sẽ vớt trứng ra rổ lại, rồi mình bỏ vô trong cái lò 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 ấp liền nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài, mình vừa cầm mình đi ra. Rồi ngày hôm qua cả nhà ơi, được được ba em nè cả nhà, mới nở ba em nữa nè, thấy không? À, chút 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 ngó lên bà ngoại coi ba em này nè, đẹp chưa cả nhà ơi? Đó, ba em này thì cho nằm, mới nở là cho nằm đây, mới nở cả nhà, cho cái đèn này cả nhà, cho nó 1 2 ngày thôi là bắt đầu là không cần. Như bên này là chuẩn bị đi ra ngoài chuồng kia rồi cả nhà ơi, cái chuồng mà hôm bữa mình xây xây á là mình xây 2 học đó cả nhà, là anh này được 8 ngày rồi nè cả nhà. Đó, 8 ngày là ăn uống ngon ơ rồi, nhưng mình cho thêm 2 ngày nữa đi, cho 10 ngày thì mình ra chuồng cho nó ok ha. Rồi bắt đầu mình sẽ giới thiệu cái trứng gà mà ngày hôm qua là mình 30 này cả nhà, 30 tháng 10 đó, 30 tháng 10, bây giờ tới 19 là đúng 20 ngày, 21 ngày cả nhà thấy không? Nó mổ nè, nó mổ ra, chuẩn bị ra nè cả nhà thấy không? Đó, nó mổ đó, nhưng mà từ từ nghe, không hồi lứa đầu mình không biết á, mình lột nhưng mà không không cần lột cả nhà, chưa cần trợ giúp lột. Như thí dụ mà bây giờ nè, tới đến tối mà nó không bung ra là mình mới mới lột nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu coi, bắt đầu những cái trứng khác này cả nhà nè, nó bung nè, nó đang mổ nó ra nhỏ 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 nè, thấy không cả nhà? Để tự cho nó mổ. Cái đây cũng nè, cái đây cũng 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 chuẩn bị mổ nè cả nhà, nó mới nứt nứt trứng nè, nên là mình không nhúng nước nữa đó. Cứ cứ mình nhúng từ ngày 15, mình nhúng xong có một ngày mình nhúng gì đó, ngày đầu là 2 phút, ngày sau 3 phút, ngày 4 5 phút, mình nhắn chừng nào mà ngày mai mình ra mình coi cái trứng nó đã bung một con rồi hay là nó muốn khải khải gì là mình ngưng, mình không nhúng nhúng nước nữa nha. Rồi bắt đầu mình đó, nó cả nhà thấy nó kêu chưa, là nó có nhiệm vụ ấp trứng cho mình thôi. Rồi bắt đầu cái này là nãy giờ mình canh được mấy phút rồi cả nhà. Mổ tay mình nè, nó mổ tay mình nè, ghê chưa? Mổ tay hoài đi. Cái sơn móng tay á mà tưởng đồ ăn ở cả nhà. Nó sơn móng tay mà tưởng đồ ăn nè, đây 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 đây, tưởng mổ đồ ăn đó không? Tay bà hoài có gì đâu ăn. Được 8 ngày rồi, nở cái hôm bữa mình đi chùa đó cả nhà ơi. Bên này ba em mới nở hồi hôm thôi, em còn bé lắm, em còn bé lắm. Giờ mình sẽ vớt trứng ra nha cả nhà. Mình vớt trứng ra.
Ngày 5 tháng 11, ngày 8 tháng 11 là cả nhà. Mình ghi gì đây cả nhà để cho dễ biết là gà được bao nhiêu ngày không bị lộn. Không lộn trứng mới trứng cũ. Đó, ngày 5 tháng 11 đúng không cả nhà? Là năm trứng. Ngày 30 là bây giờ chuẩn bị rồi nè, không ngâm nữa nè. Ngày 8 thì 2 3 ngày sau mình sẽ ngâm cái ngày 8. Còn cái này là mới ngày hôm qua nè cả nhà, ngày 18 tháng 11 là gà nó mới đẻ nè. Là mình ôm vô luôn. Đó, mình ôm vô luôn. Đó, ngày 8 tháng 11 mình ôm vô luôn. Xong. Rồi, máy bay cả nhà, gà nở mình sẽ đăng tiếp nha. Ok.